chia sẻ. Điều thứ nhất là bài học của mình ngày hôm nay thì mình học mình thích hai bài. Thì bài thứ nhất là sau mỗi một phần học thì mình có ba câu hỏi. Cái thứ nhất là ba PMO, hai áp dụng và một câu hỏi. Nó rất dễ cho mình để mà mình nhớ bài và mình thực tập. Cái điều thứ cái bài học thứ hai của mình là sau 3 ngày học thì có một cái bài cuối cùng là review lại tất cả những gì mình đã học trong 3 ngày và mình áp dụng gì cho nhân viên của mình và mình áp dụng gì cho chính bản thân của mình. Đó là hai cái điều, hai cái bài học mà em thấy tâm đắc nhất. Điều mà em muốn chia sẻ là em hiểu hơn về bản thân của mình, về lãnh đạo hạnh phúc là như thế nào, và mình thiếu sót gì và mình cần cải thiện gì. Đó là điều em chia sẻ. Và điều cuối cùng, điều thứ ba của em là gửi lời cảm ơn đến Action Code.